Cái thằng Tuấn Nam này trông mặt ngáo ngơ mà diễn hay phết. Đóng mấy thằng nam drama này công nhận hợp đôi. Hay. Tôi quét dọn xong rồi, đừng vứt lại bừa ra đây nữa. Thì quét tiếp tôi chứ có cái gì đâu mà chứ gì đã ý kiến. Làm đi. Bà là vợ tôi chứ là mẹ tôi à? Mẹ. Vợ con đâu rồi? Mà nhà mình có cơm chưa? Con đói quá rồi. Từ từ. Vợ mày chắc nó đang nấu rồi. Ô, ông Nam là drama này. Trông mặt đụt đụt mà diễn tốt phết đấy nhỉ. Ông drama này ông thế. Muốn chung mất hai đôi này diễn hợp cả. Ô, xuất hiện con Trang bất tì kìa. Con Trang bất tì kìa. Ô. Cơm đây. Con này. Thế mày chỉ lấy bát đũa cho mày cả mẹ mày. Thế mày không lấy bát đũa cho tao cả chồng mày à? Thế sao mày ích kỷ thế? Thế bây giờ tao cả chồng mày ăn bốc à? Thì bố có tay có chân bố tự đi lấy đi ạ. Mày. Này. Cô nói kiểu gì đấy hả? Đây là bố chồng của cô đấy. Lấy cái bát thôi mà có chết được đâu. Thôi thôi. Thôi con cứ bình tĩnh để mẹ đi lấy cho. Cái Trang nó cũng vất vả nấu nướng cả ngày rồi. Con cứ ngồi đấy để mẹ đi lấy cho. Bố bớt giận. Trời ơi. Lỗ thịt kiểu gì mà mặn thế. Này, cô biết nấu ăn đúng không ạ? Tại sao cô lại cho nhiều muối ạ? Cái đĩa này thì là tấn muối vậy. Cô có biết không, tôi có tuổi rồi. Nhiều muối này ăn vào tôi bị gút, tôi bị sỏi thận, tôi bị ung thư. Cô đã chết sớm đúng không? Bố ơi, con ăn con thấy nó bình thường mà. Con thấy bố đang kiếm chuyện để nói con thì có. Cái gì? Cô nói cái gì? Nếu mà bố thấy không ăn được ý, thì làm sao bố tự vào bếp mà nấu? Cô nói cái gì? Thấy chưa? Mày thấy vợ mày nói cái gì chưa? Tao mới nhắc nhở nó có mấy câu thôi mà nó cái tao như nhẻm nhẻm ấy. Từ đầu tao bảo đừng có lấy nó rồi, cố mà lấy nó cơ. Rồi sao? Bây giờ nó đè đầu cái cổ này. Nhắc nó có mấy câu thôi. Hừ. Liệu mà sẽ đại vợ mày đi. Ông, mẹ. Mẹ không phải lo đâu, mẹ cứ ngồi ăn đi ạ. Đấy cô xem. Cô chọc tức bố tôi rồi cái kìa. Có cái loại con dâu gì mà cãi bố chồng như nhảm nhảm không hả? Thôi thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, để mẹ vào xem bố như thế nào nhá. Ờ mẹ. Bố tức thì một tí bố hết làm sao mà cứ phải nhặng lên. Bố quỳ hóa của anh đấy. Vào không rõ. Cô. Ôi giời, ngu thế không biết. Ô kìa Trang. Dạ. Đôi giày này của Tuấn nó vẫn còn mới mà, sao con lại vứt đi thế? Mẹ ơi, không gọn gàng được ý thì tốt nhất ý là đừng có đi. Mẹ cứ để con vứt hết đi, mẹ không phải nhặt lại đâu ạ. Ây, đau bụng quá. Ôi giời ơi, xót bụng quá. Đau bụng quá. Ôi, bố làm sao đây bố? Tất cả là nhờ ơn con vợ mày đấy. Nấu ăn như thế tao có ăn được cái gì đâu. Bây giờ không có cái gì bỏ bụng lại đau dạ dày. Đau bụng chứ làm sao. Ôi giời. Còn bà này nữa. Bà không đi tôi đau bụng, bà không đi đừng đi lấy thuốc cho tôi đi à. À vâng vâng vâng, đây đây. Để tôi đi lấy thuốc cho ông ạ. Mẹ, mẹ không phải đi lấy. Con với mẹ còn đang bao nhiêu việc chưa xong. Con trai bố nó ngồi rảnh chơi game, sao bố không nhờ đi ạ? Mà bố lúc nào cũng nói là để con trai để hiếu thuận, để được nhờ. Thế cái việc hiếu thuận với bố ấy là đi lấy thuốc. Sao bố không nhờ con trai bố ấy, cứ sai mẹ làm gì ạ? Mày nói cái gì? Chồng mày ấy, nó là đàn ông đàn an, biết cái gì về thuốc thang mà lấy. Từ xưa đến nay ấy, những cái việc như thế chỉ có mẹ mày làm thôi. Đúng. Không biết ấy thì phải học. Mà như cái bệnh đau dạ dày của bố nó lại hết rồi phải không ạ? Để con trai đúng là sướng thật nhở. Vừa chữa được bệnh lại còn phòng được cả bệnh nữa bố nhở. Bà xem, con dâu bà kìa. Mày xem vợ mày đi, nó đang chọc tức tao đấy phải không? Mày muốn tao chết đi để mày chiếm lấy cái nhà này có phải không hả? Cái gì bố? Bố bảo con muốn chiếm cái nhà này á? Bố ơi, bố nghĩ xa quá rồi bố ạ. Cái nhà có 80m2 mà 4 người chen chúc nhau. Chỉ có bố ấy, nhìn nó là vàng thôi. Chứ con á, con chả thèm. Cô cầm cái bộ đi không? Đấy, mày xem vợ mày đi. Còn bà nữa. Trời ơi là trời. Cái nhà là vô phúc khi mà có lại con dâu như cô ấy. Mày xem vợ mày đi. Còn bà nữa. Ô Trang này. Dạ. Quần áo không mang ra ngoài mẹ giặt cho, sao lại vứt bần bừa lên giường thế này con? Mẹ ơi, quần áo của anh Tuấn đấy mẹ ạ. Đi làm về lại vứt bừa bãi hết ra phòng ấy. Con nói bao nhiêu lần rồi mà chịu nghe đâu. Lần này á, con kệ, thích làm gì làm. Con không hơi đâu mà đi theo mãi được. Mày Tuấn. Dạ. Mày cả vợ mày lấy nhau được bao lâu rồi nhỉ? Cũng vài tháng bố ạ. Vài tháng. Dạ. Tao thấy hai vợ chồng mày lấy nhau cũng được nửa năm rồi ấy. Mà tao thấy cái bụng con vợ mày nó vẫn cứ phẳng lì ấy.
con biết làm sao được. À, mới cưới nhau làm sao mà có nghe được bố. Nửa năm chứ mấy. Phải đợi thêm một thời gian nữa. Mà Trang này, mẹ thấy là ấy, mẹ con mình sớm muộn gì rồi cũng sẽ già đi. Con cứ suốt ngày bôi bôi chát chát lấy cái thứ đi lên mặt nó không tốt đâu con ạ. Mà nhà mình cũng cần nhiều thứ phải tiết kiệm chi tiêu nữa. Hai vợ chồng thì chưa có con cái gì. Mẹ nghĩ là tiết kiệm vào đồng nào hay đồng đấy con ạ. Tận nửa năm rồi mà không có hiện tượng gì. Hay là mày có vấn đề? Con làm sao có vấn đề được. Con khỏe như trâu ấy. Bố cứ chờ đợi đi, trước sau gì sẽ có thôi nhá. Mẹ, con nghĩ nếu mà tiết kiệm tiền ấy, rồi mai sau lại để ra một đứa con hay ăn lười làm, thì cái tiền đấy thà con để con đắp vào thân con nó còn sướng hơn ấy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Con mới mua tặng mẹ cái này, mẹ cứ giữ lên mà dùng. Thôi con dùng đi, mẹ không dùng mấy thứ này đâu không, con ạ. Con mua tặng mẹ mà. Thôi con cứ dùng, nếu mẹ không dùng mày không muốn đẻ, đấy. Thế thì chắc chắn là do con vợ mày nó không muốn đẻ rồi. Chứ không phải là gia đình mình không có tiền để cho nó đẻ. Mày xem ấy, tao cả mẹ mày năm nay thì sắp xuống lỗ rồi. Mày làm hay làm? Tao cả mẹ mày cần có cháu bé nhá. Nên mày liệu mà làm cho bụng vợ mày nó to lên, hiểu chưa? Ừ thì từ từ đã bố. Bây giờ mình phải chiều cái Trang trước đã. Không nhớ mày cái Trang nó giận nó dỗi nó đòi ly hôn nó bỏ đi thì sao? Lúc bây giờ làm sao mà có con được? Các cụ nói cấm có sai mà. Mày là cái loại đàn ông nhu nhược nhá. Tao nói cho mày biết, cái loại phụ nữ mà ấy, có công ăn việc làm ổn định với chăm làm việc nhà một tí thôi, mày xem, nó đã không coi ai trong cái gia đình này ra cái gì rồi. Mày làm chồng ấy, mày phải phủ đầu nó ngay từ đầu con ạ. À, hiểu chưa? Nếu mà ấy, vợ mày sai là mày phải đánh, phải mắng, phải chửi nó, đánh dập đầu nó đi để cho nó không ngóc đầu lên được. Mười mấy năm nay ấy, là mẹ mày sống như vậy đấy. Tao rèn mẹ mày ngay từ cái ngày đầu về cái nhà này này, hiểu chưa? Và đặc biệt ấy, ở trong cái gia đình này ấy, chỉ có đàn ông là làm chủ, đàn bà không được phép làm chủ. Đàn bà chỉ có một công việc duy nhất thôi, đó là sinh con đẻ cái và làm việc nhà. Mày hiểu chưa? À, con hiểu rồi ạ. Ông nói cái gì vậy? Ờ, tôi thật vô phúc khi mới lấy được người chồng như ông. Tao thật vô phúc khi mới đẻ ra đứa con như mày. Mẹ, hóa ra ăn uống sinh hoạt chi tiêu trong cái nhà này phải tiết kiệm, không phải bởi vì nghèo, mà đấy là cách đàn ông trói buộc vợ mình để bắt vợ mình làm ô sin không công, có phải không ạ? Sinh con ấy, vun vén cho gia đình là trách nhiệm của hai người chứ không phải của riêng người phụ nữ. Mày sao? Con nói không đúng hay sao ạ? Thảo nào cũng thấy suốt ngày mẹ với vợ làm việc quần quật vất vả, còn mình thì một chút ý thức cũng không có. Hướng dương ăn xong thì vứt đầy ra sàn, giày dép thì vứt ra giữa nhà, quần áo vẫn rất bẩn ấy thì không bao giờ thấy giặt. Vợ với mẹ nấu cơm xong chỉ ngồi sẵn há miệng chờ ăn thôi. Nói mày đấy. Nói bố ơi. Lấy nhau về là để chia sẻ thấu hiểu cho nhau, chứ không phải lấy vợ về để bắt vợ làm ô sin không công cho mình đâu ạ. Ly hôn, ly hôn đi. Tuấn ạ, mày là con trai của tao thật, nhưng mày không xứng đáng làm chồng của cái Trang. Này, bà nói cái gì đấy? Bà định làm loạn à? Còn cả ông nữa đấy. Tôi sẽ tìm luật sư đến để làm thủ tục ly hôn với ông. Nửa đời người của tôi đã phải chịu đựng ông rồi, nửa đời sau của tôi không muốn chịu đựng ông nữa. Okay, mẹ, mẹ. Trang, dạ. Đi với mẹ. Ba, mẹ, vợ. Ui, mẹ bố ơi, tao làm gì mà tại tao? Bố không nói đi, vợ con bỏ đi rồi. Thế vợ mày bỏ đi mày cứ biết đường mà đuổi theo đi à? Giời ơi, đi cơ mình.